Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Ở Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch đó Năm 2023 năm Quý Mão đấy, Thì các bạn đã biết đấy, cái tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 22 tháng 3 dương lịch đến ngày 19 tháng 4 dương lịch Và cái tháng 2, cái ngày mùng 1 ấy, nó sẽ là ngày kỷ Mão Tháng 2 nó là tháng Ất Mão, nó là tháng Thiếu Và đây chúng ta đang xét là về cái tháng 2 nhuận thì đầu tiên bao giờ cũng vậy Để lựa chọn ra được một ngày tốt Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái quyển sách là ngày tốt tuần thư Các bạn sẽ lựa chọn quyển sách ngày tốt tuần thư này Và chúng ta tìm ra được cái ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc mua xe Mua xe mua pháo cho được thuận lợi và và may mắn Thì ngoài cái ngày tốt mua xe Thì trong quyển sách này còn rất nhiều cái ngày tốt khác Thì quý vị có thể tham khảo lựa chọn Để chọn ra cho mình những ngày tốt nhất Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét về cái ngày tốt Trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc mua xe à, Quý vị thân mến thì để lựa chọn ra cái Ngày tốt thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, chúng ta cần phải lựa chọn còn loại bỏ ra những ngày xấu, để những ngày xấu cần tránh, những ngày hung sát để tránh phạm phải những hung họa cho gia chủ. Và những ngày xấu trong cái tháng 2 âm lịch để khi mà mua xe chúng ta cần loại bỏ, đó là những ngày sau. Đầu tiên là chúng ta cần loại bỏ những ngày sát chủ. Ngày sát chủ để trong tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí và ngày xỉu Ngày tí và ngày xỉu sẽ là ngày sát chủ, chúng ta không dùng. Ngày tí thì có ngày mùng 10 là ngày mộ tí và ngày 22 là ngày canh tí. Ngày xỉu thì có ngày 11 là ngày kỷ xỉu và ngày 23 đó là ngày nó là ngày tân xỉu. Đó, đó là ngày số đầu tiên chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày thụ tử trong tháng 2 nó là ngày thìn. Chúng ta cũng sẽ cần loại bỏ. Nó bao gồm có ngày mùng 2 là canh thìn này, 14 nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn. Thì ba ngày này phạm ngày thụ tử chúng ta không dùng được. Ngày số tiếp theo nữa là ngày dương công kỵ, ngày số thứ ba. Dương công kỵ trong tháng này nó là ngày 11 thì cái ngày 11 chúng ta sẽ không dùng nó là ngày kỳ xíu ngày kỳ xíu thì chung với ngày gì chung với ngày sát chủ vậy nên ta không dùng Đây, sát chủ tiếp theo là chúng ta cần phải bỏ ngày tam nương ngày tam nương thì tháng nào vậy năm nào vậy nó sẽ bao gồm cái ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 thì ngày mùng 3 nó là ngày tân tỵ ngày mùng 7 thì nó sẽ là ngày ngày ất dậu ngày 13 nó là ngày tân mão ngày 18 thì nó sẽ là ngày bính thân ngày 22 nó là ngày canh tí và cuối cùng là ngày 27 là ngày ất tỵ đó đó là tám cái đó là sáu cái ngày tam nương mà chúng ta cần phải tránh tiếp đến chúng ta loại bỏ đến ngày tiếp theo là ngày nguyệt phá ngày nguyệt phá thì tháng này tháng mão mão dậu tương xung vậy chi là những ngày dậu là chúng ta sẽ không dùng để mua xe đó các bạn lưu ý nhá và trong tháng hai lịch cái ngày dậu là ngày nguyệt phá thì nó sẽ bao gồm ngày mùng bảy là ngày ất dậu này ngày 19 là ngày đinh dậu thì chúng ta không dùng hơn nữa ngày mùng bảy nếu mà nó lại phạm ngày tam nương nó càng càng xấu đó tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày ngày trực thu thì chúng ta cũng không nên dùng trong cái việc mua xe thì ngày trực thu nó là ngày nó là ngày tí chúng ta loại bỏ ngày trực bế trong tháng nó là ngày dần thì chúng ta cũng cần phải xem xét thật kỹ trước khi dùng đó. tiếp theo là ngày không vong ngày không vong ở trong tháng 2 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày 12 và ngày 21 thì ngày 12 và ngày 21 tăng dùng ngày 12 là ngày canh dần này ngày 21 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày ngày kỷ hợi đó tiếp đến là cái ngày trường đoàn tinh chúng ta cũng cần loại bỏ Trường đoán tinh trong tháng này nó gồm ngày mùng 2 và ngày 29 Thì ngày mùng 2 Ngày mùng 2 thì nó sẽ rơi vào ngày Canh thìn Ngày mùng 2 nó sẽ rơi vào ngày canh thìn này Ngày 29 thì nó rơi vào ngày đinh mùi Thì chúng ta không dùng Tiếp đến là chúng ta luận bỏ ngày đại hao Ngày đại hao trong tháng Trong tháng mão thì nó sẽ là ngày mùi Chúng ta không dùng được Ngày tiểu hao thì nó sẽ là ngày ngọ Đó Tiếp đến là ngày xích khẩu, ngày xích khẩu là ngày mùng 2, mùng 8 và ngày 14. Mùng 2 nó là ngày canh canh thìn ta lại bỏ rồi. Ngày mùng 8, ngày mùng 8 là ngày bình tuất và ngày 14. Ngày 14 thì nó là ngày ngày nhâm thìn, nó là ngày cổ tử, chúng ta lại bỏ rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta lại bỏ đến ngày thứ 14 là ngày hàm trì. Ngày hàm trì ấy, thì nó sẽ bao gồm những ngày là ngày tí. Thế ngày tí chúng ta thấy này, có rất nhiều ngày xấu. Hơn nữa lại phạm ngày sát chủ. Đó. Tiếp theo chúng ta loại bỏ tiếp là ngày hoang vu. Ngày hoang vu trong tháng này nó là ngày dậu thì nó trùng ngày nguyệt phá rồi, ta không 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 xét nữa. Ngày thiên tạc thì nó cũng là ngày dậu. Trong cái tháng 2 tiếp theo là chúng ta loại bỏ đến ngày gì? Câu giảo hà khôi thì nó cũng là ngày ngọ thì chúng ta không dùng. Tiếp đến ngày thứ số thứ 18 ấy thì nó sẽ là ngày tài ly. Ngày tài ly trong cái tháng trong tháng 2 lịch nó sẽ là ngày xíu, bác bỏ. Tiếp đến là ngày gì? Ngày Tiếp đến là ngày thứ 19 là ngày đại sát Ngày đại sát đó là, những ngày tị thì chúng ta không nên dùng tại Vì dùng ngày đại sát ấy, rất dễ xảy ra những vụ tai nạn Mà mua xe thì chúng ta kỵ cần đi bình an an toàn Nên là những ngày đại sát thì chúng ta nên tránh Tiếp theo là ngày nguyệt hư Ngày nguyệt hư bao gồm nguyệt thời và đại sát Thì nó sẽ là ngày tốt thì nó cũng là một trong ngày xấu Ngày thứ 21 cần lại bỏ ra ngày nguyệt yểm Nguyệt yểm thì nó là ngày dậu Tiếp theo là ngày nguyệt hại đúng không ạ Ngày nguyệt hại thì là ngày thìn tiếp đến ngày thứ ngày thứ hai ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày hung bại ngày hung bại thì trong cái tháng hai nó sẽ là ngày mùng năm và ngày hai mươi mùng năm và ngày 19 chín ngày mùng năm thì nó là ngày mùng năm này thì nó là ngày quý mùi này ngày hai mươi chín thì nó là ngày ngày đinh mùi đó một ngày xấu nữa mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tứ phế ngày tứ phế thì nó chính là ngày giáp tuất nhưng trong tháng này là không có đó tiếp theo chúng ta loại bỏ ngày cái ngày mua xe thì chúng ta cần loại bỏ một ngày rất là quan trọng đó là ngày thiên thượng không vong ngày thiên thượng không vong nó gồm ngày đinh sửu mậu dần đinh sửu không có này mậu dần không có này đúng không? đinh mùi nhâm thìn đinh mùi là ngày 29 này nhâm thìn thì là ngày 14 này chúng ta lại bỏ rồi này Đấy. quý tỵ mậu thân nhâm tuất quý hợi quý tỵ này là ngày 15 này mậu thân thì không có này nhâm tuất thì cũng không có này quý hợi cũng không có đó đó là tất cả những ngày mà thiên thượng không vong đó. như vậy là chúng ta đã vừa loại bỏ đi 26 ngày xấu. 26 ngày xấu khi chúng ta tiến hành công việc mua xe. Đó, 26 ngày xấu. Và bây giờ để chọn ra được cái ngày tốt mua xe thì chúng ta sẽ dựa vào các cutting và chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào quyển sách là ngày tốt tuần thư để chọn ra những cái ngày tốt phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc mua xe cho được thuận lợi và may mắn. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái quyển này để xem những cái khung giờ tốt nhất cho mình đấy. Chọn được những giờ tốt nhất cho mình tự chọn cho mình tôi giờ tốt để mình làm việc cho được thuận lợi và và anh thông đó bây giờ chúng ta bắt đầu vào xét về những cái ngày ngày tốt để chúng ta tiến hành mua xe nhé trong tháng hai lịch thì tháng hai lịch chúng ta có thiên đức thiên đức là tặng ngày thân đúng không ạ ngày thân thì chúng ta có ngày gì nó có ngày mùng 6 là giáp thân này mùng 6 là ngày giáp thân là ngày tốt đầu tiên giáp thân đó tiếp theo ngày thiên đức họp nó là ngày tỵ Thiên Hạt là ngày tị nhưng mà cái ngày tị này thì cũng rất nhiều so xấu, xấu chúng ta cũng lại bỏ rồi. Nguyệt Đức thì nó là ngày Giáp. Nguyệt Đức là ngày Giáp, ngày Giáp chúng ta xem có ngày nào. Ngày Giáp chúng ta có ngày mùng 6 là ngày Giáp Thân này, 16 là Bính Ngọ này và 26 là là là, là Bính uh, 26 là Bính Thìn. Như vậy chúng ta xếp về ngày 16 là ngày Ngọ thì ngày Ngọ trong cái tháng ngày Ngọ trong cái tháng 2 ấy, thì nó bị phạm ngày tiểu hao này. Nó bị phạm ngày không giáo hòa khôi này thì các bạn cũng nên lưu ý nhé chúng ta sẽ tiếp nếu mà có nhiều cắt tinh nữa thì chúng ta vẫn chọn được đó. tiếp theo là đến ngày người đức hợp là ngày kỷ ngày kỷ thì trong tháng 2 này chúng ta sẽ có những ngày kỷ nào đầu tiên ngày mùng 1 là ngày kỷ mão này đó. ngày 11 là ngày kỷ kỷ xíu và ngày 21 là ngày kỷ hợi ngày kỷ hợi thì nó bị phạm vào cái ngày không vong đó, thì vị trí các bạn cũng cần phải kiên kỵ cho thật kỹ tiếp đến chúng ta xét đến ngày thiên quý lớn là ngày giáp và ngày ất như vậy là gì chúng ta thấy có ngày giáp ngọ này là ngày 16 thì chúng ta có thể dùng được nhé giáp ngọ giáp ngọ là ngày 16 đó, ngày 16 là ngày giáp ngọ chúng ta dùng được tiếp theo ngày ất thì chúng ta có những ngày ất nào ngày 17 là ngày ất mùi này ngày 27 là ngày ất tỵ này và ngày mùng 7 là ngày là ngày ất dậu, dậu đúng không ạ? Thì trong cái ngày mùi ấy nhưng ngày dậu phạm ngày người phá là ngày tị Thì chúng ta 27 phạm tam lương không dùng được Như vậy là chúng ta chỉ còn ngày 17 là ngày ất mùi Thì ngày ất mùi mà xét theo ngày tốt toàn thư ấy Thì nó bị phạm ngày mùi Ngày mùi bị phạm vào đại hao Ngày mùi phạm đại hao Tất nhiên là cái việc mua xe thì sẽ dẫn đến chuyện là hao tài tốn của Nhưng mà mua để làm gì ấy Vậy nên là cái ngày 17 các bạn vẫn dùng được nhá 17 này là ngày ất mùi Đấy, thì các bạn vẫn dùng được để mua xe mua pháo, thì rất là tốt. Tiếp theo là ngày thiên tài nó là ngày ngọ đấy. Như vậy chúng ta thấy này, cái ngày giáp ngọ ngày 16 này vừa có thiên đức hợp, vừa có gì, vừa có thiên quý, lại vừa là cái ngày ngày lại có thiên tài nữa. Vậy nên chúng ta có thể dùng được. Tiếp theo cái ngày Tiếp theo chúng ta xét đến ngày nguyệt tài, ngày thiên phú, ngày dịch mã thì trong tháng này nó đều là ngày tị. Đều là ngày tị, tức là cái ngày này thì mua về xe pháo nó sẽ là rất là thuận lợi. Được. vị trí là chúng ta xét về ngày 15 Ngày 15 thì sao nó phạm gì? Ngày quý mùi à, Ngày quý tị Ngày quý tị nó phạm ngày thiên thượng không vong Thì các bạn cũng cần lưu ý Đó. Tốt nhất chúng ta chọn được cái nào tốt chúng ta làm Còn cái nào không an toàn, không an tâm thì chúng ta nên tránh à, Tiếp theo là đến ngày trực thành Trực thành nó sẽ là ngày hợi Để làm một trong ngày tốt để chúng ta mua xe Thì ngày hợi nó sẽ còn ngày mùng 9 Là ngày đinh hợi ngày hợi đó tiếp theo đến ngày yếu an thì nó sẽ là ngày thân ngày thân chúng ta chọn rồi và gì ngày cát nhật để mua xe chúng ta có những ngày sau này ngày bính tý này ngày canh tý này thì nó đều là ngày gì ngày sát chủ chúng ta không dùng đến ngày dần thì có ngày giáp dần ngày giáp dần thì chúng ta không có này ngày ất mão ngày tân mão ất mão tân mão tân mão phạm ngày 13 không có Đấy, quý mão dùng được thì chúng ta còn ngày 25 nữa 25 là ngày quý mão nó là ngày cắt nhật để để mua xe tiếp theo chúng ta đến ngày nhâm ngọ ngày ất mùi ất mùi chúng ta chọn rồi này nhâm ngọ nhâm ngọ mùng 4 thì chúng ta cũng không dùng được đó. tiếp theo là ngày quý mùi ngày kỷ mùi quý mùi mùng 5 thì phạm người người kỵ rồi Giáp thân giáp thân đã chọn rồi cuối cùng là tân dậu tân dậu thì tháng này không có hơn nữa ngày dậu lại phạm ngày ngày trực phá người ta không dùng được đó tiếp đến chúng ta xét đến ngày trực mãn trực mãn thì cũng là ngày tị đó ngày trực khai thì nó là ngày xỉu ngày xỉu phạm ngày sát chủ không dùng được và ngày cuối cùng ngày tụ tài là ngày hợi như vậy là gì ngày mùng 9 này cũng rất tốt đó là ngày tụ tài Đấy. thì các bạn có thể chọn ra những ngày tốt này để tiến hành công việc mua xe cho được thuận lợi và và may mắn đó và thưa quý vị như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái ngày tốt để mua xe trong tháng 2 âm lịch tháng 2 nhuận đó thì do thời lượng có hạn nên các bạn có thể tham khảo thêm cái những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc mua xe ở trong quyển sách là ngày tốt tuần thư nhé trang 115 trang 115 để quý vị có thể tìm hiểu về ngày tốt đó Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình trong trường hợp mà quý vị muốn thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về quyển cuốn sách này Xin chào và xin cảm ơn quý vị